Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video học từ vựng tiếng Anh thông qua hình ảnh lần này, chúng ta sẽ học chủ đề về phòng em bé và các cái vật dụng liên quan đến em bé. Và ở trong tiếng Anh thì phòng em bé sẽ được nói như sau: The baby's room. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là màn chắn sáng. Như các bạn đã biết thì em bé thì thường là không thích sáng lắm. Và các em bé thì cái phòng thường là có các cái màn chắn sáng để hạn chế cái ánh sáng ở trong phòng. Và màn chắn sáng ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Shade. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là đồ vật chuyển động. Như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình đấy, là các cái đồ vật chuyển động để giúp thu hút sự chú ý của em bé. Và đồ vật chuyển động ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Mobile. 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 Từ vựng tiếp theo đấy chính là gấu đồ chơi. Con gấu đồ chơi là một loại đồ chơi mà trẻ em rất thích. Và ở trong tiếng Anh ấy, gấu đồ chơi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là cái quỹ trẻ em. Tức là cái quỹ này là để bỏ trẻ em vào và hạn chế trẻ em đi ra và hạn chế cái sự bổ của trẻ em. Thì cái quỹ để giữ trẻ em thì sẽ được nói như sau: Crib. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là từ giải đỡ. Tức là cái đồ vật mà làm bằng bông hoặc là làm bằng không khí mà chúng ta chèn vào cái quỹ của trẻ em ấy, thì giúp là cái đầu hoặc là cái thân, tức là giúp trẻ em không bị chấn vào cái gỗ này này. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đấy. Và cái giải đỡ ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Bumper. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là sữa tắm trẻ em. Ở Việt Nam chúng ta thì ví dụ như là cái nhãn hiệu Johnson Baby đấy hả, là rất nổi tiếng. Và cái sữa tắm trẻ em ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Baby lotion. Baby lotion. Baby lotion. Baby lotion. Baby lotion. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là bột trẻ em. Cái bột để trẻ em dùng để thoa vào người trẻ em đấy, để giúp hút ẩm cho cái da của trẻ em đấy. Và bột trẻ em ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Baby powder. Baby powder. Baby powder. Baby powder. Baby powder. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là giấy để lau chùi cho trẻ em. Ví dụ như là giấy để chùi đít này, hoặc là giấy để lau khi ăn uống bị đổ ra người chẳng hạn. Thì cái giấy để lau chùi cho trẻ em ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Baby wipes. Baby wipes. Baby wipes. Baby wipes. Baby wipes. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là bàn thay tã. Tức là cái các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đấy, tức là cái bàn để giúp chúng ta thay tã cho trẻ em một cách nhanh hơn và an toàn hơn. Và cái bàn thay tã ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Changing table. Changing table. Changing table. Changing table. Changing table. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là bông tăm. Bông tăm tức là một cái loại bông mà giúp chúng ta có thể là soi lỗ tai hoặc là soi lỗ mũi cho trẻ em. Và bông tăm ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau: Cotton bud. Cotton bud. Cotton bud. Cotton bud.
cotton bud. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là ghim băng. Ghim băng ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Safety pin. Safety pin. Safety pin. Safety pin. Safety pin. Safety pin. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bỉm, mà hay còn gọi là tã dùng một lần đấy. Cái bỉm hoặc là cái tã dùng một lần ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Disposable diaper. Disposable diaper. Disposable diaper. Disposable diaper. Disposable diaper. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là tả vãi, tức là cái tã này là có thể giặt đi giặt lại và sử dụng nhiều lần, và tả vãi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Cloth diaper. Cloth diaper. Cloth diaper. Cloth diaper. Cloth diaper. Cloth diaper. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là xe đẩy. Xe đẩy giúp em bé được di chuyển một cách êm ái hơn, và xe đẩy ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Stroller. 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 Từ vựng tiếp theo ở đây chính là bộ phát hiện khói. Bộ phát hiện khói này ấy, thì là giúp cho bố mẹ phát hiện được khói thuốc cũng như là cái khói mà bị cháy hoặc là như thế nào đấy, để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh. Và bộ phát hiện khói ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Smoke alarm. Smoke alarm. Smoke alarm. Smoke alarm. Smoke alarm. Từ vựng tiếp theo đấy chính là ghế bập bênh, và ghế bập bênh ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Rocking chair. Rocking chair. Rocking chair. Rocking chair. Rocking chair. Từ vựng tiếp theo đấy chính là bình sữa, là một cái loại bình để đựng sữa để cho trẻ con bú, và bình sữa ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Bottle. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là núm vú. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đấy. Núm vú thì thông thường một cái bình sữa thì sẽ có cái phần bình và phần núm vú, và cái phần núm vú này thì chúng ta phải thay thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho con, đúng không ạ? Và cái núm vú ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Nipple. 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 Các bạn chú ý, khi các bạn theo dõi video của mình thì các bạn hãy nhìn lên màn hình. Mình đã lấy hình ảnh minh họa của từ vựng, mình ghi từ vựng ra, cũng như là ghi cái cách phiên âm, cái ý nghĩa của từ vựng. Và khi mình phát âm ấy thì các bạn cũng nên là nhẩm lại theo cái cách phát âm của mình. Bởi vì thông thường mình sẽ phát âm lại 4 đến 5 lần. Như vậy thì các bạn cũng nên là phát âm lại 4 đến 5 lần theo cái cách phát âm của mình. Như vậy thì các bạn sẽ phát âm từ vựng theo chuẩn quốc tế này, và nhớ được từ vựng một cách nhanh hơn, nhớ được từ vựng một cách lâu hơn. Và khi mà từ vựng của các bạn nhớ được lâu hơn ấy, thì sau này trong thực tế cuộc sống hoặc là trong các cái lúc các bạn làm bài thi ấy, thì các bạn sẽ giải quyết cái vấn đề này liên quan đến từ vựng rất chi là tốt. Và từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là áo liền quần, và cái loại có thể co giãn được. Trẻ em thì thông thường là mặc một bộ áo và quần liền nhau, mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đấy. Và áo liền quần co giãn ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Stretchy. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là yếm đãi. Yếm đãi này chính là cái vật dụng để chúng ta đeo vào cổ, và khi cho trẻ ăn ấy, thì đỡ bị dính vào quần áo và dính vào cổ của trẻ. Và cái yếm đãi ở đó, yếm dãi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Bib. 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 Bib.
Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái trống lắc. Cái trống lắc ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Rattle. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là núm vú già. Đây là một cái núm vú mà bọn trẻ con ở các cái nước phương Tây ấy thì hay sử dụng cái núm vú già này để thay thế cho cái vú của mẹ. Tức là thông thường thì trẻ con ở các nước phương Tây hay ngậm cái núm vú già này. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đấy. Và núm vú già ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Pacifier. 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 Từ vựng tiếp theo đấy chính là xe tập đi. Xe tập đi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Walker. 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 Từ vựng tiếp theo đấy chính là cái đu. Một cái dụng cụ giúp trẻ nhỏ chơi. Và cái đu ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Swing. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là nhà búp bê. Tức là cái nhà bằng nhựa hoặc là bằng gỗ nhỏ để cho trẻ con chơi, cho các cái búp bê vào chơi đấy. Và nhà búp bê ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Doll's house. Doll's house. Doll's house. Doll's house. Doll's house. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái nôi, giúp bé ngủ ngon hơn. Và cái nôi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Cradle. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là thú bông. Các cái loại thú, thú bông này là nói chung của các loại thú các bạn nhé. Có thể là con ngựa bằng bông, hoặc là con gấu bằng bông, hoặc là con sư tử bằng bông. Và thú bông nói chung thì sẽ được nói như sau. Stuffed animal. Stuffed animal. Stuffed animal. Stuffed animal. Stuffed animal. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là từ búp bê. Và búp bê ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Doll. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là hòm đồ chơi. Hòm đồ chơi ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Toy chest. Toy chest. Toy chest. Toy chest. Toy chest. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái quỹ cho trẻ em chơi. Cái quỹ này các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ở phía bên ngoài đấy. Tức là giữ trẻ chỉ được chơi ở trong cái diện tích ở phía trong cái quỹ. Và quỹ cho trẻ em chơi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Playpen. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bộ xếp hình. Bộ xếp hình có thể là xếp hình cảnh động vật, hoặc là cảnh thực vật, hoặc là một cái ngôi nhà vân vân. Và cái bộ xếp hình ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Puzzle. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái khối xếp hình. Và khối xếp hình ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Block. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái bô vệ sinh cho trẻ em. Cái bô vệ sinh ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Potty. 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 Như vậy là các bạn vừa cùng mình làm quen với rất nhiều từ vựng tiếng Anh liên quan đến phòng em bé và các cái đồ chơi của em bé thường hay chơi.
Hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm nút like và chia sẻ video giúp mình. Nếu như có vấn đề gì cần thắc mắc hoặc là góp ý thì các bạn vui lòng comment vào phần dưới video. Mình sẽ theo dõi thường xuyên và sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất có thể. Mình cũng tiếp thu ý kiến của các bạn để khắc phục ở các video sau. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn các bạn và mình mong các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình và nhấn vào hình chiếc chuông để thứ nhất là động viên mình, thứ hai nữa là các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi mình up video mới lên và các bạn sẽ được học tiếng Anh miễn phí mỗi ngày. Và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.